con kia nó bị tai nạn kìa. Mình chạy qua xem đi. Cả hạng lão đi. Lôi là... Ê mày, thằng kia nó bị tai nạn, mình qua xem thử đi. Vô kỹ đoại các thầy diễn lại. Là không kịp đâu, đội niên đấy, đi từ từ mày. À, được lòng. Im! Quan tính tâm ạ. Bắt đầu. Rồi bắt đầu. Bạn lặng tiêu ạ. Chứ đâu mà hình leo là. Còn từ từ chứng lại. Ấy là xem đi chơi như này này. Đó. Tông luôn chỗ này. Ông mê mới chết. Chết mấy các mẹ. Hơn đã tăng tiêu ạ. Còn liệu còn hai bài diễn hơn cứ kiếp bình thường đấy. Rồi, quay rồi. Mày tông tao mà tao thấy mày tông mà. Cắn đường tao mà tao thấy cái thôi mà tao đăng nhìn cái không biết đâu tao. Cắn cái gì mày sai đường. Về đây mày, thằng kia. Qua đây. Rồi, coi thứ mới biết đó. Rồi mày ăn cái cuộc này à. Mày đục má mày. Đập mày bây giờ. Má, tao xe tao hư hết rồi mà thấy không xe tao. Mày hư hư cái gì? Mình cũng ngầm gạo được cái tôi mà. Mày sai tao nói mày sai gì? Tao tự nhiên đi kia đang nhìn cái thôi mà không biết thằng này nó cắn đường của tao đấy. Cắn gì cho mày, nhưng cái nó mày thấy người ta mày đi đường mày phải nhìn đường. Mày biết không? Má. Mày má mày tao nói mày một lần đó. Tao không biết nữa. Mày phải nhận lỗi chứ. Thôi nhận lỗi người ta đi. Xe mày ngã kìa hả? Tao cũng ngầm gái thế mà. Xe tao hư hết rồi. Hư gì?